Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hôm nay shop xin làm video này để hướng dẫn chi tiết cái cách dùng hay là cái cách thử hàng, mà cái mặt hàng này là mặt hàng ống nhòm một mắt nhá, ống nhòm du lịch, ống nhòm một mắt. Cái hàng này thì nói thẳng với anh em luôn là hàng Trung Quốc, toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc. Giá thì vừa phải hợp lý. Giá của nó là 300 một chiếc. Thì bây giờ anh em phải biết rằng là tiền nào của đấy. Hàng này là hàng Trung Quốc mà với cái giá 300 ấy thì anh em đừng có so với cái hàng của Mỹ mà giá nó là 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu đừng có so. Mà sao anh ơi nó lại thế? Bạn em có cái nỉ nét lắm, thế hỏi bạn em mua nhiều tiền, bạn em mua có 7 triệu thôi. Thế bây giờ cái này có 300.000 các bác so như vậy không thể so được nhá. Thế nhưng cái quan trọng nhất ấy là các bác phải biết cách dùng. Bây giờ biết cách dùng ấy thì mới thấy nó dùng được. Chứ bây giờ các bác không biết cách dùng ấy thì cả cái 7 triệu, cái 10 triệu thì cũng đều không dùng được. Và các bác đều bảo nó không được hết nhá. Thì cái này nó rất đơn giản thôi. Nó có hai phần chính để cho các bác điều chỉnh. Còn ngoài ra thì không phải điều chỉnh cái gì khác. Cái phần này ấy, là khi đưa lên mắt thì các bác sẽ điều chỉnh cho cái mắt của mình nó được cân đối. Nó không có tức mắt, đúng cái tầm giữa tầm này là mình nhìn. Còn hai phần điều chỉnh cho mình ấy là phần điều chỉnh thứ nhất là cái vòng phía dưới này này. Đây các bác thấy không? Sẽ xoáy sang trái, xoáy sang phải được. Thì mình đặt ở phía dưới chỗ cái móc này này. Nó sẽ có điểm dấu không này. Có điểm dấu cộng này. Điểm dấu trừ này. Thì các bác xoáy làm sao cho nó thấy nó mát, mắt mình nó mát nhất. Nó thấy nó trong nhất, không tức nhất thì để lại. Cái này thì mắt tôi thì không cận, nhưng mà tôi nhìn thì tôi cũng chỉnh đủ các mức độ rồi. Thì tôi thấy là cái điểm chấm này này. Điểm chấm này này là các bác xoay về phía dấu trừ. Xoay về phía dấu trừ cho nó hết cỡ luôn. Đây, xoay về dấu trừ cho hết cỡ. Thì tôi thấy là cái ảnh nó sẽ nét nhất, nó sẽ trong nhất nhá. Đấy là do tôi cảm nhận thấy và tôi đã chỉnh như vậy. Thế còn các bác nếu mà cái mắt cận hơn một chút hay là cái điểm này nó nằm ở chỗ khác nó trong hơn thì các bác nhớ để cái điểm này ở lại chỗ đấy nhá. Đấy, như tôi là xoáy về dấu trừ hết cỡ nhá. Đây là cái bộ phận chỉnh thứ nhất. Cái phần cần phải chỉnh thứ hai. Thế là gọi là để lấy nét nhá các bác nhá. Lấy nét như là cái ống nhòm hai mắt cũng vậy, hay là lens zoom cũng vậy, nó có một cái vòng để lấy nét. Thì vòng lấy nét ở đây ấy, là cái thấu kính trong này, nó sẽ làm cố định này. Còn thấu kính ngoài này thì mình sẽ có thể mình điều chỉnh được. Điều chỉnh được là để nó cho chạy ra hoặc nó chạy vào. Thì có nghĩa là nó sẽ cách cái thấu kính trong xa hơn hay gần hơn để phù hợp cho cái hình ảnh nét, phù hợp với cái tiêu cự mình ngắm nhé. Mình gọi là lấy nét. Thì cái vòng này này, đây các bác nhìn này, vòng này nó có gần sần lên để các bác cầm được này. Thì nó sẽ xoay sang trái được, xoay sang phải được. Thì khi các bác xoay vậy ấy, thì các bác sẽ thấy cái thấu kính ở trong này. Đấy, nó sẽ chạy vào chạy ra. Các bác lưu ý nhá, cái này là cái gọi là chỉnh lấy nét, chứ không phải là cái zoom đâu. Cái zoom có nghĩa là khi mình zoom lại để hình ảnh nó lớn hơn. Thì không phải nhá, các bác hiểu lầm thì hoàn toàn nhá. Cái này là để chỉnh cho nó phù hợp tiêu cự nhòm, phù hợp với tiêu cự để lấy được hình ảnh nét. Thì có nghĩa là xoáy sang trái, xoáy sang phải thì là cái thấu kính ngoài này nó chạy vào hoặc chạy ra. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ như các bác nhìn gần hay nhìn xa tùy ở cái mức độ ảnh các bác nhìn. Thì các bác sẽ chỉnh cái này. Đây các bác đưa lên mắt nhòm và lấy tay xoáy cái này. Xoáy sang trái, xoáy sang phải làm sao cho hình ảnh nó nét nhất, nó trong nhất. Thì các bác đặt lại vị trí đấy, để lại vị trí đấy. Thì cái vị trí đấy là vị trí nét nhất của cái tiêu cự các bác ngắm nhá. Đây thì đây là cái quan trọng nhất, là quan trọng cái phần chỉnh lấy nét này này. Các bác nhận được hàng hay các bác dùng phải biết cách dùng nhá. Chứ không biết cách dùng, không biết cái lấy nét thì đưa lên là không nhìn thấy gì đâu. Đấy, nếu mà để cái cự ly không phù hợp ấy là tôi đảm bảo là không có nhòm được cái gì cả nhá. Đấy, không nhòm gì được. Thế đây là cái ống nhòm một mắt. Ống nhòm một mắt nhá. Thông số của nó, cấu hình thông số của nó là 40 x 60. Thì dưới này nó ghi nhận ứng như mình là 66m với 800m. Thì nói chung nó có khả năng nhìn tới mấy trăm mét đấy. Nhưng còn cái giải đằng trước này thì tôi không hiểu đâu. Cái này tôi không nắm được. Nó là ghi là day night, cái là ngày và đêm ấy. Nhưng mà thực ra là cái ống nhòm này là sẽ không nhìn đêm được đâu nhá các bác nhá. Không nhìn đêm được đấy, nó không hỗ trợ nhìn đêm được đâu. Nhìn đêm được các bác phải soi ánh đèn thì mới nhìn thấy. Còn ống nhòm thì nó chỉ áp dụng là nhìn hình ảnh từ xa thôi. Đây là cái phần thân ống nhòm chính. Cái phụ kiện nó đi theo thì
sẽ có cho các bác là một cái túi da để các bác đeo vào dây điện lưng nha. Một cái miếng khăn này để cho các bác lau kính, các bác lưu ý kỹ nhá, các bác thấy hình ảnh nó mờ không được trong thì các bác đầu tiên là phải quan sát cho tôi ấy, đó là đã chỉnh cái tiêu cự lấy nét phù hợp hay chưa, và kiểm tra giúp tôi là cái kính này hãy lau sạch sẽ nó đi, chứ bây giờ nó có tí bụi, có tí hơi nước nó lên ấy, thì đảm bảo nó sẽ mờ ngay lập tức, điều này điều đương nhiên rồi. Các bác phải kiểm tra kỹ nhất cái thấu kính này, lau sạch sẽ khô ráo đi nhá. Cái này là cái ống nhòm một mắt nhá, giá là 300.000 bao ship đi toàn quốc cho các bác nhá. Đây ống nhòm một mắt. Còn mọi thông tin về sản phẩm, phương thức đặt hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop đấy nhá. Các bác Zalo trực tiếp, gọi số này không được các bác gọi số khác. Nhiều khi là shop cũng có rất nhiều khách, trong thời gian tư vấn cho khách khác thì các bác gọi nơi gọi tới thì máy sẽ báo bạn. Các bác ở mạng Vina thì các bác gọi số Vina, Viettel này, Mobi, số nào cũng có nhá, hân hạnh được phục vụ các bác. Các bác lưu ý kỹ nhá, 300.000 cho một cái ống nhòm này, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá. Các bác muốn nắm được nhiều thông tin hơn về sản phẩm hay về cái dùng thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, ủng hộ kênh. Và các bác thấy cái clip này có hay thì các bác chia sẻ về trang cá nhân cho anh em nào mà có cái ống nhòm một mắt để anh em biết cách dùng nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác.